Chiều ngày 11 tháng 3, tại Cục Thuế tỉnh Hưng Yên đã diễn ra hội nghị triển khai các công điện của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu là chủ trương đã được Chính phủ và các bộ ngành liên quan cũng như Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai từ lâu và liên tục đôn đốc thực hiện trong thời gian qua. Tuy nhiên, hiện nay kết quả thực hiện tại Hưng Yên chưa cao. Toàn tỉnh có 202 đơn vị kinh doanh xăng dầu với 847 cột bơm. Tính đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024, mới có 54 doanh nghiệp cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng, đạt tỷ lệ gần 27%. Trong phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 2 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nếu cửa hàng xăng dầu không sử dụng hóa đơn điện tử để xuất hóa đơn theo từng lần bán trong tháng 3 thì thu hồi giấy phép. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu nghiêm túc thực hiện nghiêm chỉ đạo này và sẽ có chế tài xử lý nếu như vi phạm.